Hey, lúc mọi người, vlog tuần này là về chuyến đi Legoland của mình. Đây là một chuyến đi siêu thú vị, đây là vlog khá là dài nha mọi người. Và theo như lịch trình thì mình sẽ mất khoảng tầm 1 tiếng rưỡi thôi để đi từ Odense đến Legoland. Hôm nay thì mình sẽ di chuyển bằng tàu. Như mọi người biết thì tàu bên Đan Mạch khá là phổ biến và nó cũng giá rẻ nữa. Bên này thì có rất nhiều ứng dụng để mọi người có thể book vé tàu trước. Như chuyến này thì mình book trước với giá chỉ 79 đồng, nó chỉ bằng 2 lượt đi xe buýt của mình thôi, mà ngồi rất là êm và thoải mái nữa. Nên là recommend cho mọi người nếu di chuyển trong Đan Mạch hoặc mọi người đến những thành phố khác của châu Âu thì mọi người nên đi tàu nha. Đây là đường dây tàu của nhà ga trên Odense đó mọi người. Siêu rộng, siêu to luôn. Hello mọi người, mình ở trên tàu Legoland và đã có chuyến tàu mà sẽ đi Orhus luôn, số 117. Nên nếu mọi người có đi qua Legoland hay là đi Orhus, mọi người nhớ có thể chú ý là chuyến tàu tăng số 117 nha. Và bây giờ là 6:42. Bây giờ mình cần tranh thủ hoàn thành deadline công việc một chút, bởi vì tối qua mình vẫn chưa làm xong. Tối qua đi chơi cho đẫy ra, bây giờ phải làm bù. Nói thì có vẻ hối hận đấy nhờ mọi người, nếu mà mình được chọn lại thì mình vẫn chọn đi chơi thôi à. Trời ơi, bởi vì hôm qua là tổ thứ 6, là tối cuối tuần. Mà cuối tuần thì phố xá bên này cực kỳ vui. Thế nên mà không đi chơi thì đúng là uổng phí thanh xuân mọi người ạ. Đây cho mấy bà coi nha, đây là công việc của mình. Hiện tại thì mình đang in chạc cho một cái street food festival ở Núi Bò vào cuối tháng 6 này. Thời điểm nó diễn ra sẽ cùng với thời điểm của Tour de France, là cái giải đua xe đạp lớn nhất thế giới ạ. Nên các bác nào mà đang ở Đan Mạch thì nhớ phải tham gia cái sự kiện này, bởi vì nó quá hoành tráng luôn. Siêu nhiều món ăn, siêu nhiều nhà hàng cho mọi người tha hồ lựa chọn. Và đặc biệt có rất nhiều món Việt Nam và món châu Á ngon ở đây ha. Bây giờ là 9 giờ và bọn mình đã đến với cả Legoland. Nhưng mọi người có biết một cái điều rất buồn cười là gì không? Trời má, sao lại vắng như thế này? Và hôm nay lại còn là holiday luôn ấy. Đúng là vua tấu hề luôn ấy. 10 giờ nó mở cửa mọi người ạ. Mình đến sớm hơn 1 tiếng đồng hồ. Trời nó quê ghê. Nhưng mà không sao nha, mình sẽ tranh thủ thời gian này để đi khám phá xung quanh Legoland có gì, và đặc biệt khám phá khách sạn Legoland nổi tiếng siêu đẹp. Này là mình sợ hãi bởi vì mình thấy một người đang đứng đằng sau mà chú lính này. Đây là con đường vào khách sạn Legoland. Mấy con Lego ở đường này nó cứ kêu cái tiếng gì ấy mọi người. Một điều siêu hay ho đấy là trên tất cả con đường vào Legoland, kể cả trong hay ngoài nha, thì đều có rất nhiều con Lego này. Một chuyến đi low budget mọi người ạ, thế là đồ ăn bọn mình đã chuẩn bị trước. Nhưng mà chuẩn bị đồ ăn hơi bị ngon đấy, tí nữa ăn mọi người thèm cho coi. Đùa vậy chứ, đến Đan Mạch chơi là mọi người sẽ phải đến Legoland, vì nó là một cái biểu tượng rất là lâu đời của Đan Mạch rồi. Và nó cũng có rất rất nhiều những cái thứ thú vị ở đây. Đến đây mọi người sẽ biết là tại sao trẻ con ở Đan Mạch nó thông minh đến như thế, và tại sao Đan Mạch lại đứng đầu thế giới về việc sản xuất và phổ biến Lego đến như vậy. Hai khách sạn này giống như trong chuyện ấy mọi người, nhìn ở ngoài rất là đẹp, rất là xinh luôn. Nhìn rất dễ thương nhưng mà cũng rất là sang nha. Còn đây là bánh mì thập cẩm cầu vồng của mình nha. Rất nhiều nguyên liệu ở đây. Hôm đó mình đi thì trời nó hơi xấu một chút. Nó nắng mưa rất thất thường luôn đấy mọi người. Nó đang nắng nhưng mà đông, nhưng có mây đến thì lại lạnh. Chơi một lúc thì bọn mình trở lại chỗ bán vé.
Và trời ơi, nó siêu đông luôn đấy mọi người. Đúng là hôm nay holiday rồi. Đang ở Legoland. Đang đợi một chút. Mở cửa một cái là mấy bạn trẻ con thi nhau chạy vào. Chắc là mấy cái bạn này thích chỗ này khủng khiếp luôn á. Nhìn em nào cũng háo hức lắm nha. Đầu tiên bọn mình sẽ đi tham quan mấy cái mô hình siêu to khổng lồ ở đây nha. Tất cả mọi chi tiết đều làm bằng Lego nha. Và nó giống y như thật luôn á. Những cái mô hình này giống thật lắm ấy. Nó giống như kiểu Đan Mạch thu nhỏ. Nó sẽ có những mô hình là những thành phố lớn hoặc là cảng ở Đan Mạch này. Và có cả những cái mô hình đó là những cái kỳ quan của thế giới nữa. Rất là đẹp. Đây là mô hình lính cứu hỏa nha mọi người. Khi mọi người ấn cái nút kia thì nó sẽ bắn nước ra ấy. Để có em đỡ ướt hết quần áo luôn. Đây là mình còn chưa đi hết một cái khu mô hình này. Nếu mọi người có thời gian thì mọi người nên đi hết. Bởi mỗi khu nó sẽ là một cái đặc điểm khác nhau, cũng là những cái cảnh khác nhau. Thì mọi người đi cho biết hết nha. Còn bây giờ tụi mình sẽ đến với cái phần đi ô tô trong vườn bách thú. Hôm nay đi đông quá trời đông luôn nên là cái gì cũng phải xếp hàng. Và đây là chiếc xe của mình mọi người ạ. Trời ơi chiến quá. Ra ngoài đường đi cái xe chắc không ai dám động vào luôn ấy. Thank you.
một vòng để ngắm cảnh xung quanh toàn bộ Legoland như thế nào. Rồi sau đó mọi người sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn những cái khu để mọi người đến chơi. In my eyes, what do you see? You're the only thing I need. Chứ như thế thì trời mưa nha mọi người. Thế bây giờ mình sẽ vào cái phòng chơi game này để mình trú mưa một chút và mình cũng chơi game luôn. Thời tiết Đan Mạch y như con gái luôn ý mọi người, rất là thất thường luôn. Có thể nắng mưa xen kẽ nhau. Và đúng như mình dự đoán, nó chỉ mưa 5 phút rồi sau lại nắng. Ở phòng này thì mình thấy rất đa dạng các loại game nha. Có cả game trên TV này hay là game kiểu PS cầm tay này. Trời đã tạnh mưa rồi nên bây giờ mình sẽ đi lên cái tháp cao nhất ở đây để xem có gì không nha. Ngồi trên đây mọi người sẽ được thấy view từ trên cao nhìn xuống của Legoland. Phải nói là siêu đẹp luôn, siêu đã mắt. In my eyes, what do you see? You're the only thing I need. Mọi người sẽ được ngồi trên chiếc thuyền Lego như thế này và được đi vòng quanh khúc sông này để ngắm cảnh xung quanh. Ở đây toàn là các kỳ quan thế giới luôn đó. Phi thuyền hạng sang này của mình thì nó đi hơi chậm một chút nha mọi người, nhưng cũng rất là tốt để mình có thể ngắm mọi cái cảnh xung quanh. Mình rất là thích chơi cái trò này. Nếu mà chấm điểm trò này mình nghĩ phải tầm 8/10. Lâu lắm rồi mới được đi thuyền và chơi mấy cái trò dưới nước ấy, thì mình cực kỳ hào hứng. We have a good, if it was summer, let's
là một cái tượng rất nổi tiếng ở Ai Cập. Nhưng mà sao nhìn mặt cái chú này chả vui gì cả. Nhìn mặt kiểu hoang mang lắm luôn á. Bây giờ ông sẽ di chuyển ra chỗ nhà ma để chơi nha. Mình rất háo hức và mong chờ nhà ma ở đây. Trong lúc chờ đợi xếp hàng để vào nhà ma nha, nếu mọi người cảm thấy chán thì mọi người có thể ra đây để chơi những cái trò Lego lắp ghép. Để đảm bảo sự thú vị nên mình sẽ không hề quay cảnh bên trong của nhà ma nha. Nhưng mình sẽ bật mí rằng nhà ma là một nơi mọi người nhất định phải ghé khi đến Legoland, bởi trong đó còn rất rất nhiều những cái hay ho hơn. Bây giờ mình sẽ ra đến cái khu những trò chơi cảm giác mạnh và những trò chơi dưới nước. Trò này sẽ chia thành hai đội, một đội là ở trên bờ và một đội là ở trên thuyền. Những người ở trên bờ thì không phải xếp hàng, họ có thể là bất cứ người nào, kể những người đang dạo phố hay những người cảm thấy ngứa mắt cái hội trên thuyền, họ có thể ra bắn luôn. Thế đây là cái trò buồn cười kinh khủng luôn ấy, mình thấy mọi người rất là nhiệt tình để bắn này, xong rồi ướt hết cả quần áo luôn, mình đứng quay cũng bị ướt. Mấy người ở trên bờ nhá thì còn chạy đi tránh được, nhưng mấy người trên thuyền thì không chạy đi đâu được hết, nên gần như họ bị bắn ướt hết sạch. Sau 15 phút xếp hàng thì cũng đã đến lượt mình. Hôm nay đi quá là đông nên cháu nó cũng phải xếp hàng lâu ghê. Mọi người ơi, cái thuyền của mình bị bắn không thương tiếc gì luôn ấy. Mình ướt hết sạch cả cái áo khoác ngoài. Và bây giờ mình sẽ đi hong khô người, hong khô quần áo đã. Ở đây thì sẽ có những cái khu vực để mọi người hong khô quần áo và hong khô người luôn, để tránh bị cảm lạnh ấy mọi người. Tiếp đến mình sẽ chơi trò này. Mọi người trên đấy hét hò như vậy thôi, nhưng mình thấy không quá là đáng sợ lắm. Tiếp theo bọn mình sẽ trải nghiệm một trò cảm giác mạnh hơn. Bọn mình sẽ lên một cái thuyền nhỏ, xong rồi leo lên tít trên cao, xong rồi thuyền này sẽ rơi bụp xuống. Nghỉ chưa một lúc thì mình di chuyển ra khu vực dành riêng những trò chơi cảm giác mạnh và trò chơi kinh dị ở đấy. Ở chỗ này thì có khá đa dạng các trò chơi, giống như là tàu lượn siêu tốc này, nhưng mà lại có mấy loại tàu lượn siêu tốc cơ, hay một cái trò quay quay văng văng ra ấy. Khu này thì mình thấy là hợp với mình hơn là những cái khu vừa rồi. Chỗ này thì mình không dám quay nhiều bởi vì mình cũng mải chơi và mình sợ rơi điện thoại nữa. Từ đầu đến giờ thì mình sẽ recommend mọi người sẽ chơi khu này nhiều nhất nha, bởi vì nó sẽ thú vị và hợp với tuổi của tụi mình hơn. Bây giờ là 3:30 chiều và bọn mình sẽ phải về nhà vào lúc 5:30. Nên bây giờ mình sẽ tranh thủ đi đến lâu đài của rồng để tham quan. Nhìn cái lâu đài này mọi người cứ tưởng là mô hình đúng không? Nhưng không phải nha, nó hoàn toàn là bằng đá thật luôn. Chỗ này view cực xinh luôn ý. Chờ mọi người mà đứng đây trong mặt mấy cái váy công chúa chụp ảnh cũng hết sảy luôn. Bọn mình sẽ được ngồi tàu để đi vào tham quan bên trong. Trời bên trong đáng yêu lắm ý. Trời ơi, tôi chân mê về sự đáng yêu này.
pleasure when you hit my line. And there's the fun, you know what you want, but don't care what's left behind. You know it's deeper than that, but I can't seem to put my pride aside. I haven't been tested like this before. No, no. I haven't been tested like this before. Một điều kinh dị đó là sau cái sự tham quan này thì tôi cũng như nó vòng ra cái tàu siêu tốc với mọi người, xong đi vèo 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 luôn. May mà nãy mình kịp cất điện thoại, không thì chắc là rơi luôn rồi ấy. Mình hò hét các thứ kinh khủng lắm. Còn tận hơn một tiếng nữa thì bọn mình mới phải về, nên bây giờ mình sẽ đến cái khu triển lãm này và mấy cái khu bảo tàng để xem nha. Đây là một khu rất là hay luôn, bởi nó khuyến khích mình sáng tạo mọi thứ theo cái ý muốn của mình. Nói thật là mình không bằng mấy em bé ở đây đâu. Các em ấy lắp rất là nhanh nhá, và có những cái ý tưởng rất là đáng yêu tuyệt vời luôn á. Mình đảm bảo rằng cái khu Ninjago là một cái khu mà các em ấy cực kỳ thích. Thực ra đến mình còn rất là thích nữa là trong khu này sẽ có cả một shop bán rất là nhiều đồ Lego, và đặc biệt là về Ninjago. Thứ hai là rất là nhiều các bảo tàng và các khu vui chơi, có những trò chơi siêu hay ở đấy. Mọi người nhớ vào đây để check in nha. Bây giờ tụi mình sẽ ghé thủy cung chơi một chút để xem trong thủy cung ở đây sẽ có gì. Trời ơi, hóa ra Nemo ở đây. Sau khi mình chui ở đây nha, thì có rất rất nhiều người chui ở đây theo mình luôn ấy. Và cũng đã 5 rưỡi rồi, đã đến giờ tàu chạy rồi. Mình sẽ phải lên tàu và đi về Odense đây. Và tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở những vlog tiếp theo nha. Bye bye.